nắng hay là màu mắt em. Mọi người có thể xếp. Chào mọi người, mình là Hiển, Art Director và Animator. Trong một khoảng thời gian khá là ngắn để mà shoot trên rất nhiều set và những cái prop nó khá là phức tạp, project lớn nhất trước giờ tụi mình làm. Chắc lần này Tiêu Du đảm nhận thiết kế và thi công phối cảnh và nhân vật. Là lần đầu tiên mà mình trực tiếp diễn hoạt hai nhân vật đều có cái khung xương bằng cơ khí ở trong. Thì nó sẽ đảm bảo về việc khi mà cử động thì nó dừng ở những cái chỗ mình muốn. Tuy nhiên là cũng có những cái mà mình vẫn chưa làm quen được. Ví dụ như về cái sức nặng của cái khung xương hoặc là cái cách để mình cố định nó lên trên cái rig. Cái gương mặt của nhân vật nó sẽ đi theo dạng giống như là tranh vẽ, texture nhiều hơn, nó hơi gồ ghề. Nhưng mà sau khi mà làm ra hết cả hai nhân vật mà lên set á, thấy nó không phù hợp lắm. Không sửa được á, cho nên chị phải bỏ hoàn toàn và làm lại hai cái nhân vật mới. Thì anh Hiển có vẻ lồng ghép khá là nhiều những cái sự tưởng tượng vô đây. Một cái tình yêu mà nó trải dài trong 4 chiều không gian. Và mỗi một cái không gian nó là một cái màu sắc khác, một cái cảm xúc khác. Tụi mình là team làm special props. Có một phân cảnh đó là về những con bướm phát sáng. Mình làm một con bướm bằng đất sét và sau đó mình đã sơn phản quang lên trên con bướm đó. Trong project này tụi em đảm nhận phần làm đá với lại cây. Tụi sẽ làm đất sét nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì tụi em làm với lại giấy. Và lúc nghe cái số lượng sản phẩm bông thì em cũng hơi hết hồn, tại vì nó lên tới khoảng gần 400 bông lận. Lúc đó thì cái timeline bị hao hụt, tụi mình cũng mất khá nhiều thời gian trong cái công đoạn chuẩn bị đầu tiên đó. Chào mọi người, mình là Khuê, mình là một trong hai DOP của MV Náo Thủy Tinh. Vì đây là một project stop motion lớn nên là mình cần phải có sự hỗ trợ của Thịnh Phạm. Mình là Thịnh Phạm, là lần đầu tiên làm việc chung với một người khác là dop luôn. Mình không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Vì cái stop motion này nó lạ và nó khác với những cái mình đã làm trước đây. Thì cái project này kéo dài 2 tháng. Nhưng mà tụi mình cũng có thử nghiệm một số cái thử nghiệm mới, giống như là sử dụng slider nè, rồi tạo ra những cái prop mà nó mới lạ hơn á. Mình cũng khá là hài lòng với các kết quả bây giờ. Thì mình đảm nhiệm hai vai trò cùng một lúc, đó là producer và 3D artist. Ngoài cái công việc mà tính toán mà chi tiết, mình còn phải làm 3D, cái tính toán và một cái phải bay vi bổng như thì mình phải cân bằng giữa hai việc đó, mình phải nhảy qua nhảy lại. Team Decent và cả Tiêu Du Workshop rất là cảm kích cái cơ hội mà Galaxy Play đã trao cho tụi mình để phát triển một cái dự án như thế này. Thì cái dự án như vậy nó thứ nhất là nó rất là lớn đối với tụi mình, thứ hai nó mang ý nghĩa một cái bước tiến lớn trong cái sự nghiên cứu và phát triển stop motion của team nói riêng và của mọi người ở Việt Nam nói chung. Mình mong là mọi người khi mà xem cái MV này thì có bất kỳ một cái góp ý hay là quan điểm cá nhân nào đó thì hãy nói với bọn mình nghe. Màu nắng hay là màu mắt em. Mùa thu mưa bay cho tay mẹ.